Cô chào thầy Thảo nhé. Mình cùng sẽ xem lại cái nội dung bài đọc ngày hôm qua của con nha. Dentist. What are you doing? Here is a dentist. Cái từ dentist nó có âm là mình sẽ chú ý cho cô từ này sẽ là dentist, dentist, dentist. What he do? There is a. Con chú ý câu hỏi này. What does he do? What does he do? What does he do? Police officer. Mình sẽ không đọc là police. Sẽ là police officer, police officer, police officer. Làm lại nhá. Nurse, what does she do? She is a nurse. Okay, very good. Doctor, what does she do? She is a doctor. Doctor. Firefighter. Cái từ này. What does he do? Here is a firefighter. Mình sẽ không đọc là here. What does he do? What does he do? What does he do? Mình sẽ trả lời là cái từ này sẽ đọc là firefighter. 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 Chú ý nhá. Singer. What does he do? Here is a singer. He is a singer. He is a singer. Teacher, what does he do? Cái từ này mình sẽ trả lời là she. What does she do? What does she do? What does she do? She is a teacher. She is a teacher. Is a teacher. Cook, what does he do? Here is a cook. Cái từ cook, cook, mình sẽ đọc nhẹ thôi nhá. Mình không phải là cook, 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 cook nhá. Không phải là cook, mà mình sẽ chú ý cô này. What does he do? He is a cook, cook, cook. Chú ý nhá, âm u, cook, cook. Đó là một vài góp ý của cô trong bài ngày hôm nay của Thế Thảo. Thế Thảo sẽ nghe và chỉnh lại nhá. Cô chào con nhá. Say goodbye.